Chúng tôi xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả. Chúng ta đang cùng nhau có mặt tại sân bóng đá 68 Sport Park và xin mời các bạn cùng chuẩn bị theo dõi cho trận cầu giao hữu giữa các thủ FC Đồng Rừng. Để lan tỏa cuộc đối đầu đến nhiều cổ động viên, những người không có điều kiện đến trực tiếp tại sân và có thể thông qua kênh truyền thông Facebook. Nguy hiểm, thêm cú đá không thành công nữa của các thủ áo xanh. Thêm pha lấy bóng tốt nữa của các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ. Khoảng trống nữa dành cho các cầu thủ bên phía Nhâm Kinh Phương Anh. Qua người chọc khe rất hay, đây là cơ hội xây sở, vẫn chưa có tình huống nguy hiểm, vẫn còn rất đáng tiếc. Cuối cùng thì bóng đã về chân của các thủ FC Đồng Rừng. Hạ giữ bóng lắc léo, tuy nhiên thì đối phương vẫn đang theo người sắc sắc, bóng vẫn trong cuộc. Trọng tài xác định bóng chưa cho hết được biên dọc, trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Không được, và đưa bóng cắt ngang mà khung thành một cách hết sức nguy hiểm. Cuộc đối đầu tại sân bóng đá Scotland đang là trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ. Như vậy thì bất ngờ có bàn thắng dành cho các thủ Nhâm Kinh Phương Anh. Sau một loạt những tình huống giằng co thì bây giờ trận đấu mới có được bàn thắng phá vỡ thế bế tắc với tình huống dứt điểm với cú tỉa bóng về phía góc xa. Một pha chạy cánh rất tốt của các thủ bên phía đội áo đỏ và tỉa bóng về góc xa một cách đầy hiểm hóc. Chúng ta cùng xem lại tình huống ghi bàn của số 17, người lập công cho các thủ Nhâm Kinh Phương Anh, đó là vị trí của Đức Mạnh. Và đây sẽ là những thời cơ thuận lợi cho đội bóng Nhâm Kinh Phương Anh có thể triển khai lối đá phòng ngự phản công. Vừa rồi lại là một cơ hội dành cho đội bóng áo xanh, nhưng họ lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội. Trong lúc chúng ta xem lại bàn thắng của Đức Mạnh thì pha phạt góc của đội bóng áo xanh lại gây uy hiếp với cú chạm bóng một chạm và đã có một tình huống pha bóng ngay trên vạch vôi của cầu thủ Nhâm Kinh Phương Anh. Thêm pha đập bóng của thủ thành bên phía đội bóng áo đỏ rất nguy hiểm, không vào vẫn còn. Đã có pha phá bóng kịp thời, liên tục những pha lộn xộn trước khung thành của các cầu thủ Nhâm Kinh Phương Anh, nhưng chưa có bàn thắng dành cho các cầu thủ Đồng Rừng. Cơ hội tiếp theo dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ được chuyền rất hay và lại là thời cơ dành cho vị trí của Văn Tự, hơi chần chừ vẫn còn. Tiếp tục là các thủ áo đỏ dứt điểm, đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Các cầu thủ bên phía Nhâm Kinh Phương Anh đang tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong những tình huống phản công chớp nhoáng. Trước đó là Đức Mạnh đã tận dụng tốt cơ hội để mở tỷ số, bây giờ đến lượt vị trí của cầu thủ mang chiếc áo số 9 lập công, đó là vị trí của Đức Thành. Hai cầu thủ với hai pha phản công chớp nhoáng đã mang về hai bàn thắng dành cho các cầu thủ Nhâm Kinh Phương Anh để giúp cho đội bóng này chiếm cứ lợi thế trước đối phương. Chưa thể dứt điểm, pha đẩy bóng được của số 7 dứt điểm không được, và kết thúc cuối cùng bóng lại đi vọt xa. Cú cửa lòng đi không thành công và dứt điểm của số 78 Tuấn Anh lại đi quá thiếu chuẩn xác. Đây lại là cơ hội dành cho Văn Tự, đường chuyền khoảng trống tiếp tục dành cho Đức Mạnh, không được vẫn còn. Không thành đã bỏ trống dứt điểm không được, cú đá cuối cùng lại đi ra ngoài. Bóng lại về chân của các thủ Nhâm Kinh Phương Anh, tình huống các bóng chủ động nữa của Đồng Rừng FC rất hay. Được chọc khe, một pha lao ra chính xác được của thủ môn bên phía đội bóng áo đỏ. Chúng ta cũng chờ đợi quả đá phạt vẫn còn. Như vậy thì có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 dành cho các cầu thủ bên phía Nhâm Kinh Phương Anh rồi. Một tình huống áp sát khung thành trong pha bóng cố định và các cầu thủ áo xanh lại có được cơ hội dứt điểm tốt. Họ đã dứt điểm trong tư thế khá thuận lợi để tiếp tục mang về thêm một bàn thắng nữa. Chúng ta cũng theo dõi lại tình huống vừa rồi để xác định xem cầu thủ nào là người dứt điểm cuối cùng. Tiếp tục là các cầu thủ áo xanh rất đẹp mắt, một siêu phẩm dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Đồng Rừng FC. Và dứt điểm quá khó của số 78 Tuấn Anh, một siêu phẩm dành cho đội bóng áo xanh để rút ngắn tỷ số và nhen nhóm lại hy vọng dành cho các thủ Đồng Rừng trong những phút tiếp theo. Quá đẹp mặt cho cú cứa lòng vừa rồi về phía góc cao, bóng đã đi thẳng vào khung chữ A và không có cơ hội dành cho thủ thành bên phía đội bóng Nhâm Kinh Phương Anh. Chúng ta cùng xem lại pha qua người khéo léo và một pha dứt điểm ở ngay góc vòng cấm địa. Họ sẽ có cơ hội để có thể có được những sự thuận lợi trên bàn tỷ số. Thêm pha dự bóng cốt được của các thủ đỏ, ba người rồi, được cắt ngang, không vào. Thời cơ dứt điểm vẫn còn, kết thúc, không được. Tình huống dứt điểm của Nguyễn Nam, bóng lại đi thiếu chính xác. Trong khi Nhâm Kinh Phương Anh đang cố gắng giảm nhiệt độ trận đấu thì đội bóng Đồng Rừng có vẻ như đang muốn tăng tốc. Một đường chuyền nữa hướng tới vị trí Tuấn Anh, cắt ngang, không có gì nguy hiểm, vẫn còn. Áp sát, cuối cùng thì bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn bên phía đội bóng đỏ rồi. Đức Mạnh rất nhịp nhàng và đẩy bóng, cơ hội tiếp theo dứt điểm rất nguy hiểm, không vào. Xin đội mạng 3 trận đấu tại hai sân ở Gò Đen. Đây là cơ hội nữa dành cho đội bóng đỏ, không vào. Và bỏ lỡ quá đáng tiếc đến từ các cầu thủ bên phía Nhâm Kinh Phương Anh. Đức Mạnh, đây là thời cơ dành cho số 7. Rất đáng tiếc không có cơ hội dứt điểm. Và bàn lên, kết thúc ngay, treo góc, không vào. Xin chúc nữa đã có bàn thắng kế tiếp dành cho các cầu thủ áo đỏ. Rất nguy hiểm, Trung Lương đã có tình huống đẩy bóng tốt. Sức lắc léo qua người rồi, Đức Mạnh khoảng trống xuất hiện, kết thúc, không vào. Vẫn chưa có bàn thắng tiếp theo dành cho các thủ Nhâm Kinh Phương Anh. Vẫn còn, cú tỉa bóng khá hay, khoảng trống kết thúc, không được. Quá đáng tiếc, thêm một cơ hội sức ngon ăn bị các cầu thủ áo đỏ bỏ lỡ. Đức Thành
Khoảng công dành cho đội bóng đỏ. Đức Thành đi bóng rất lắc léo, khoảng trống xuất hiện, kết thúc đi, đường chuyền hay không vào, vẫn có bàn thắng, không vào, bóng vô cùng dọc. Quá đáng tiếc dành cho những nỗ lực của các cầu thủ bên phía Nhâm Kính Phương Anh, họ vẫn chưa có được bàn thắng thứ tư với những pha phản công. Một tình huống xử lý rất hay của Đức Thành, chuyền bóng như đặt dành cho, xin lỗi bạn, pha xử lý là của Đức Mạnh, chuyền bóng dành cho Đức Thành, một pha chuyền bóng không thành công. Rồi phản công 3-2 dành cho các cầu thủ bên phía Nhâm Kính Phương Anh. Đức Mạnh đang di chuyển, cột xa. Tiếp tục là pha lâm bấm nữa dành cho các cầu thủ xanh, rất nguy hiểm. Như vậy thì đã có thêm bàn thắng dành cho các cầu thủ Đông Rừng. Một pha trả bóng cực kỳ tinh tế của cầu thủ Băng Lên ở phía công khai vừa rồi đã giúp cho đội bóng áo xanh có thêm bàn thắng nữa. Và điểm tiệm có lẽ đến từ vị trí của Văn Tín, số 5 là người lập công. Bàn thắng để rút ngắn khoảng cách xuống còn một bàn mà thôi. Rất khéo léo. Mà đọc bóng thẳng, nguy hiểm. Xuyên chút nữa thì có bàn thắng cơ hòa thành công dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Đông Rừng. Và phòng bóng khá tốt. Cơ hội tiếp theo dành cho pha thoát xuống của Đức Mạnh, không được. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ đỏ. Dù không phải là quá đền nhưng đây có thể xem là cơ hội đỡ được căng ngang sức chống chạy. Tiếp điểm không vào vẫn còn. Hai bên đều quyết tâm để tìm kiếm thêm cho mình bàn thắng. Và những điểm không vào, tình huống kết thúc không thành công, vẫn còn cơ hội đá bồi. Quạt bóng sức khéo Đức Mạnh căng ngang, cơ hội không vào. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ áo đỏ. Chỉ cần thêm khoảng một hoặc hai tình huống dứt điểm thành công, đây là cơ hội nữa dành cho Đức Mạnh. Qua người không thành đã bỏ trống rồi. Khoảng trống rất lớn, rất khéo léo. Tiếp tục là các thủ áo đỏ và đã có bàn thắng thứ hai dành cho cá nhân của Đức Mạnh. Tỷ số đã được nâng lên 4-2 dành cho Nhâm Kính Phương Anh với pha dứt điểm của người đã mở tỷ số. Đức Mạnh trước đó ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu này và bây giờ anh đã có thêm một bàn thắng nữa để giúp cho Nhâm Kính Phương Anh tạo ra được cách biệt an toàn hơn. Tuy nhiên các thủ Đồng Rừng cần phải khẩn trương hơn. Khoảng cách vẫn đang là hai bàn thắng nguy hiểm.